Tiếp theo mình sẽ test ra các cái hình vuông với hình tròn nhé. Bạn điều chỉnh nhanh chắc xíu nữa. Ok. Để cho chạm mặt phẳng nhé.
đây mình cắt cái 50 nhé, gỗ vuông 50 này, nó ra đúng vuông 50 luôn nhá. Vuông 50 nhân 50 này. Cái này là do mình không để cái đính, các bạn nhớ để cái đính lại nhé, đính lại để nó cắt, khi mà cắt đến đây này là nó cắt ra xuống gần xong ấy, là nó không bị rời cái cục của mình ra này. Mình không để cái đính này nó rời cục ra là mình sẽ không cầm được đấy, nghĩa thế. Còn đây là hình tròn đấy nhá, đấy cắt hình tròn này. Đây thì các bạn là đây, đo đây các bạn sẽ biết đấy, hình tròn 50 này, chuẩn 50 luôn nhé, 50,09. Tất nhiên là cái đây chuẩn 50 luôn này, tất nhiên là cái gỗ thì nó không thể nào ấy được đấy, gỗ khi nó lăn. Đấy, 50 nhé. Tròn xe luôn này. Gỗ 50 này. Chuẩn 50 luôn. Đấy là mình test khác này. Mình test cắt hình vuông hình tròn nhé.